Vâng, mến chào quý anh chị, quý vị các bạn. Hiện tại Văn Trung đang có mặt đây là thuộc địa phận ấp Phú Tài, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây tôi bữa nay lại đi khảo sát một cái lô đất này. Diện tích đất là 12.000 mét vuông quý vị nhé. Thì nó sẽ tiếp giáp từ cái trụ bê tông đây. Nó sẽ tiếp giáp từ trụ bê tông này và chạy dài vào trong kia thì được đường này nó được 30 gần 34 mét, gần 35 mét mặt tiền. Chạy dài vào trong kia khoảng trên 100 mét. Gần 200 mét. Dưới phía đằng sau thì mình có một cái hồ ha. Văn Trung sẽ không vào quay tận kẽ trong khu vực đấy. Ở đây thì có nhà ha. Diện tích đất là 12.000. Một mẫu 2. Trên một mẫu 2 quý vị nhé. Thì nơi đây khu dân cư ở khá là yên tĩnh. Ở cách con đường nhựa này ra tới đây khoảng cỡ 100 mét nữa thì mình sẽ đi về cái con đường thông về xã Tân Lâm bên tỉnh lộ 328 và sẽ hướng ngược lại con này sẽ về bên tỉnh lộ 329 thuộc xã Hòa Hiệp quý vị nhé. Ở đấy thì 400 một sào cùng với cái mức giá của sát cái lô bên này mà Văn Trung vừa quay đấy. Đất đây thì hiện tại đang là biên nhận là có trên bản đồ địa chính có đo vẽ bản vẽ hết rồi quý vị nhé. Thì bên chủ nhà sẽ ký kết hỗ trợ cho khách mua lên sổ mới. Mức giá 400 triệu cho một sào đất. Ở đây có nhà điện nước ok hết. Wi-Fi các kiểu thì có đầy đủ khu vực này rồi nhé. Đấy, quý vị nào có nhu cầu mua những khu đất làm vườn tại khu vực Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, quý vị liên hệ cho tôi. Mức giá 400 triệu một sào nhé. Rồi, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.